Xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hiện tại thì Tuấn Du đang có mặt tại cái kho thuốc để đóng hàng gửi đi cho tất cả các cái trang trại lớn nhỏ trên cả nước. Thì hiện nay như tất cả mọi người đã biết thì cái dịch tả heo châu Phi đang là một cái căn bệnh vẫn rất là phức tạp trong quá trình chăn nuôi heo. Thì cái sản phẩm vôi sát trùng này là cái sản phẩm đang được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, với cái công dụng tiêu diệt được hơn 650 loại vi khuẩn và hơn 260 loại virus cùng nấm mốc. Quý vị và các bạn hãy yên tâm để chúng ta sử dụng cái sản phẩm này để giúp cho bảo vệ được cái đàn vật nuôi một cách hiệu quả cao nhất. Và nếu mà ai cần quan tâm đến cái sản phẩm này rõ hơn thì có thể comment xuống dưới video này hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 0981 648 993. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Tuấn Đỗ trong suốt thời gian vừa qua. Công ty Superbet hứa hẹn sẽ đưa ra thị trường những cái sản phẩm chất lượng nhất để giúp cho bà con chăn nuôi ngày càng thành công hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.